Mọi người ơi, đây là soulkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, thử vận may, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào soulkit.vn nha. Đường link thì kit để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho kit nha. Hello, xin chào mọi người nha, mình là kit đây. Mọi người ơi, thì bây giờ đã là OB25 rồi và kit có hai chuyện muốn làm cho mọi người đây này. Cái đầu tiên đó chính là đồ nhạy OB25. Thì cái này chắc là kit sẽ hẹn mọi người thêm vài hôm nữa nha. Bây giờ thì test không kịp đâu mọi người, test nhanh quá nó không chính xác đâu, amateur lắm. Ok, và cái thứ hai là cái gì? Đó chính là khẩu súng Vector mọi người. Một khẩu súng cực kỳ mạnh luôn, theo kit đánh giá là rất là mạnh. Và thậm chí là nó còn mạnh hơn cả MP40 này, MP5, Thompson và K-Shotgun nữa. Nếu mà các bạn biết dùng nha, dùng đúng cách nha. Còn nếu mà dùng không đúng cách á, dùng sai cách á, thì rất là amateur luôn. Tại vì kit thấy là có nhiều bạn á, các bạn bán khẩu này nhưng mà bán không hiệu quả đó, dùng không có đúng nên đâm ra các bạn bảo nó là nó phế. Nhưng mà thực ra không phải đâu mọi người, cái khẩu súng này nó quá phế đi chứ. Đùa nha mọi người, đùa nha. Chứ cái khẩu Vector này á, kit thấy mà các bạn chơi tầm gần hoặc tầm trung nha, là vô đối thủ luôn. Còn về tầm xa thì nó hơi phế mọi người, tầm xa thì nó sẽ hơi yếu. Với lại là cái đam của nó cũng sẽ bé này. Và thứ ba nữa là cái độ chính xác của nó không cao. Thì kit cũng hướng dẫn cho mọi người này, sẽ chia ra hai trường hợp để mình dùng Vector nha. Sẽ có hai trường hợp nha mọi người. Cái trường hợp đầu tiên á, là mình nên bật sang chế độ hai khẩu súng ở tầm gần mọi người, tầm gần nha. Tầm gần thì mình chuyển sang hai khẩu là ok với mọi người, là mạnh nhất luôn. Tại vì khẩu súng Vector này tầm gần các bạn lia hai khẩu á thì đam ra rất là nhiều và nó chính xác của nó cũng sẽ rất là cao luôn, nó vào người vào đầu rất là nhiều đó. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn chuyển sang tầm xa tầm trung á nha, mình bắn địch ở tầm xa tầm trung á thì mình chỉ nên dùng một khẩu thôi mọi người, chỉ nên dùng một khẩu thôi nha, đừng dùng hai khẩu. Tại vì đặc tính của Vector là khi mà các bạn chuyển từ một khẩu sang hai khẩu á thì cái đam của nó lập tức bị giảm mọi người, giảm đam xuống này, rồi chính xác của nó không được cao này. Và thứ ba của nó là gì, là tầm xa nó bị giảm mọi người. Một khẩu á là bắn xa hơn và đam nó cao hơn này, chính xác nó tốt hơn nha, nên là hai khẩu chỉ nên dùng trong tầm gần thôi. Còn mà các bạn chuyển sang một khẩu á thì mình dùng tầm xa nó ok nhất đấy. Cái đó là kinh nghiệm của mình test bữa giờ đó mọi người. Thì đó là cái cách mà kit bắn Vector trong hai trường hợp nha mọi người. Bây giờ thì kit sẽ vào một cái trận đấu cho mọi người xem nha. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Tính ra cũng hơn một tháng rồi đó, từ hồi 4 tháng 11, bây giờ là 9 tháng 12 rồi. Tức là hơn một tháng rồi kit không chơi game đâu mọi người. Kinh khủng dễ sợ không? Các bạn nào mà không chơi game một tháng không mà vào game chơi vẫn bình thường không mọi người? Vẫn bờ rò bình thường không? Kit bá làm sư phụ luôn. Chứ thực ra kit mà nghỉ khoảng tầm 2-3 ngày thôi là kit amateur lắm mọi người. Mấy cái nút bắn á, kit quên vị trí luôn á. Không biết bữa nay bắn được không nè mọi người. Chứ thực ra là hôm bữa giờ kit có bắn từ lúc mà OB25 cập nhật xong á, là kit cũng có chơi một vài trận rồi. Nhưng mà gọi là mình chơi cũng chưa quen lắm mọi người, bị súng hôn đậu dữ lắm. Cái này mình sẽ cố gắng mình lấy một hai kill đi, mình sẽ có cái súng Vector này và test cho mọi người coi nha. Không biết được hôm nay bắn giả quá giả, không biết được hôm nay này. Ồ, hên quá mọi người, trúng một viên vào đầu là nhẹ nhàng hết giờ. Đúng là kéo tầm nó khác. Ồ, thanh niên đấm kìa, cờ lá chạy. Hay quá đồng đội ơi, ghét nhất là mấy thằng cờ la mọi người, cứ xúm xúm như mình đấm mà có súng không bắn cái đấm mà. Ok, như vậy là có được triple kill rồi mọi người. Triple kill là được 3 kill đó. Quá nhẹ nhàng cho kit luôn. Độ nhảy á, thì chắc ít bữa nữa kit sẽ test cho mọi người nha. Bây giờ mà mình ra gấp quá đâu mọi người thì nó sẽ amateur, nó không chính xác đâu. Bắn nó cứ kiểu như nó loạn choạng lắm mọi người, nên là mình sẽ test kỹ chút xíu cho mọi người này. Đó, có Vector nha, ngon lành. Khẩu súng này tốc bắn rất là nhanh mọi người. Nếu như mà các bạn tầm gần á nha, mình nói thật, nếu tầm gần các bạn chơi một khẩu á, so với MB thì nó sẽ không có bằng MB đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn có hai khẩu á, hai khẩu Vector là vô đối luôn mọi người. Cầm hai khẩu mà lia tầm gần thì thôi, bó tay chấm cơm luôn, rất là mạnh. Nó mạnh còn hơn cả shotgun nữa mà, shotgun với lại MB này, Thompson nữa. Ôi ôi, lâu quá mọi người, lâu quá không chơi á, bị mất cảm giác bắn này hết trơn. Bắn toàn dính đầu không à. Ôi cứu rồi mọi người. Cái này tầm xa hơi yếu mọi người, tầm xa hơi yếu nha. Cái khẩu Vector này tầm xa rất yếu luôn. Nói chung là Vector thì chỉ nên dùng tầm trung tới tầm gần thôi mọi người. Tầm gần á thì mình đi hai khẩu, còn tầm xa tầm trung thì các bạn chỉ nên một khẩu thôi. Hồi nãy kịp nói cho mọi người rồi đó, nếu mà tầm xa các bạn chuyển sang hai khẩu bắn á
thì cái tầm xa của súng này nó sẽ bị giảm này, dẫn đến cái đam của nó bé, và thứ ba nữa là cái chính xác của nó không cao. Ồ, tim mình yếu như ta, tim mình quéo hai người rồi, trời ơi, lâu ngày kích bắn lại phải gánh kích chứ. Sao mà kích gánh được, ui rồi xong quéo rồi mọi người. Cứng tay cứng chân luôn á, thiệt sự luôn đó mọi người. Phải chi mà kiểu như các bạn nào mà làm highlight thường xuyên á, các bạn chơi nhiều á thì tự nhiên cái tay mình rất là dẻo luôn. Ôi ôi, thanh niên cà khịa mình kìa. Ghét dễ sợ không? Bắn thắng một trận xong cà khịa mình. Được đó. Không sao không sao, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Bây giờ là có Vector này, qua báo thù liền. Dám cà khịa tôi à, cho biết tài này. Không biết được không mọi người. Nói thiệt với mọi người là kích nghỉ hơn một tháng rồi đó, không chơi game luôn đó mọi người. Nói chung là cả ngày hôm qua là kích cũng có chơi lại UB25, nhưng mà nói chung là mình bắn rất là tệ luôn mọi người, bắn cực kỳ dở luôn. Bơm keo di chuyển của mình nói chung là mất cảm giác hoàn toàn luôn mọi người. Mà mình xem video của Bolo chơi với rút nè mọi người, thật sự rất là thích. Kích cũng muốn tập luyện lại đó, bắn hay mọi người, để mà mình có cơ hội mình giao lưu với lại rút. À đúng rồi, có cái ông bên Thái Lan mọi người, cái ông đó bên quân đoàn của Perfect Shot á, kêu là muốn kết bạn Việt Nam của mình, rồi gửi ad Facebook của Kit nữa, kêu là Kit kết bạn với ổng đi, rồi có gì làm video chung. Thấy khá là hay mọi người, khá là vui đấy, biết đâu là quen lại rút rồi sao mọi người, quen rút rồi rock gun này. Ôi ôi, bắn auto bể giáp luôn, kinh khủng chưa. Không, cái này do Kit đặt tầm thấp quá mọi người, kiểu như là mình bị lâu ngày không chơi á, thành ra mất cảm giác bắn này, rồi lấy cái tâm nó không được chuẩn lắm. Có người phía sau này, bắn vậy là chết như Kit rồi, cà khịa. Ôi ôi, super mù mắt. Còn một ông nữa y như trên nhà nè mọi người. Bốn người sống vô, lên lên, công lên, công lên. Ép, chết ngắt. Trời ơi, đúng rồi. Cái này công hai ba người lên á mới dám chạy vậy mọi người. Chứ mà kiểu mình lên một mình đó nha, có mình thôi mà lên như vậy là chết ngắt luôn. Tại vì có đồng đội của mình á, có đồng đội hai ba người công lên nên là mình đẩy lên á, một lực như vậy á là nó cùng lắm nó chỉ gục được một người thôi. Chứ mà có mình á, mình lên như vậy là mình chết rồi đó mọi người. Bị clear luôn. Team mình còn 4 người mà, lo gì đâu. Cái này á, biết sao mọi người, tại vì á, cái mùa răng tự chiến này nó cũng mới reset lại thôi, nên đâm ra là mình chơi nó cũng dễ mọi người. Răng thấp á, nên là chơi cũng khá dễ. Chứ bây giờ cả kit, trình cả kit bây giờ là bắn quyền thoại không nổi đâu mọi người. Nói thật sự với mọi người luôn á, là bây giờ kit bắn dở lắm, bắn rất là tệ luôn. Nên là mong mọi người xem ủng hộ Kit thôi nha, xem cho vui thôi. Chứ ra là về cái khả năng của mình bây giờ kém lắm rồi. Già lắm rồi mọi người. Có người sau bức tường này. Đó, từ từ, chưa biết mình luôn mà. Hết chọt. Ê, chạy, chạy. Ôi, hay quá mọi người, hên quá, hên quá. Hên là bạn chậm tay hơn. Ui. Ui ui, bơm keo chậm chưa. Một lượt ra ba quả luôn, quá xịn luôn mọi người. Bắn kiểu này là chết rồi. Nói chứ là để mà Kit cố gắng mọi người, cố gắng Kit luyện lại, luyện thêm lại để mà mình ra video độ nhạy cho mọi người nha. Đó mọi người thấy không, nếu mà cái khẩu Vector này mà các bạn cầm hai khẩu nha, mà lia tầm xa thì đam cực kỳ yếu luôn. Đam nó có mấy đam mọi người, trúng thân nó có được 5-6 đam mà, còn bắn vào đầu nó có 49 đam thôi. Rất là yếu mọi người. Nên là tầm xa đó đó, các bạn muốn hiệu quả thì mình chỉ nên dùng một khẩu Vector thôi nha. Các bạn cầm hai khẩu là chỉ hiệu quả trong cái tầm gần thôi, tầm gần tầm trung mọi người, còn tầm xa là chỉ nên dùng một khẩu thôi. Ô, nhưng mà cái khẩu này các bạn cầm hai khẩu lia nha, nhìn nó lực dễ sợ. Nhìn đẹp mọi người đúng không. Mà cái vụ răng tự chiến nè mọi người, cái này á, nó mới reset răng lại nên đâm ra là Kit mới chơi được có trận thứ 6 thứ 7 gì à. À, nên là chưa có nhiều lắm mọi người, răng mình thì mới răng vàng thôi chứ chưa phải huyền thoại đâu. Có người đây nè mọi người, sát bên luôn này, ngay điên chân này. Chỉ bị nhảy lên hay sao này, nhảy lên trên hay sao này, có không đây. Ôi ôi, bắn dở cho mọi người, mất cảm giác bắn luôn rồi, cứ ra đạn nó vào đầu. Thiệt tình á, giống như ăn vô máu rồi đó mọi người, bắn quen tay đó. Chứ thiệt ra là mình lia còn yếu lắm mọi người, cảm giác bắn mình chưa được tốt lắm, nên là mình cần phải luyện thêm để mà có đầu nhà chính xác cho mọi người. Ôi ôi, hay quá mọi người. Ok, như vậy là tỷ số là 4-1 rồi mọi người. 4-1 dành cho team của Kit và 1 dành cho team của địch. Quá tuyệt vời. Rồi ok, thì chắc có lẽ là Kit cũng sẽ dành ra một ngày để mà
rồi tập luyện mọi người, tập luyện lại trong đợt huấn luyện á cho nó quen cảm giác tay. Và tiếp theo nữa là mình sẽ dành ra khoảng tầm 2-3 ngày để test độ nhảy cho mọi người nha. Thì chắc có lẽ là khoảng tầm 4 ngày sau mọi người, 4 ngày sau có độ nhảy nha. Mùa này á thì nó sẽ hơi chậm chút xíu mọi người, mong mọi người thông cảm cho mình nha. Nhưng mà cái chắc chắn là nó sẽ chính xác cho mọi người luôn. Đó, ok, thì video ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc tại đây thôi mọi người. Nếu mà các bạn nào xem á mà cảm thấy là quý Kid này và muốn ủng hộ cho Kid á thì cho Kid xin một like, một comment này, bật chuông thông báo lên và đăng ký kênh nha. Bây giờ thì chúc mọi người một ngày vui vẻ thôi. Tạm biệt tất cả mọi người này. Bye bye nha.